Xin chào mọi người, hôm nay thì Văn sẽ giới thiệu tiếp một sản phẩm tại khu vực Diên Toàn, Diên Khánh, Khánh Hòa. Và vị trí của Văn sẽ là thuộc xã Diên Toàn nha quý cô chú anh chị. Cách trung tâm Nha Trang tầm 8 km. Và ngôi nhà ở bên phía bên tay trái của Văn ngày hôm nay thì Văn sẽ gửi đến với mọi người với tổng diện tích sẽ là 66m², ngang 8 và được kết cấu 1 trệt 2 lầu. Gồm 3 phòng ngủ nha quý cô chú anh chị. Thì bây giờ Văn mời mọi người đi vô bên trong ngôi nhà. Bước vào ngôi nhà sẽ là đây là cái không gian phòng khách của nhà. Và mình có thể thấy thì gia chủ đã bố trí cho mình một cái sofa ở đây. Và ở bên tay phải của Văn sẽ có một cái góc mà gia chủ dành cho những quý của chú anh chị nào mình muốn làm một cái hòn non bộ, hoặc là tùy thuộc vào cái sở thích của mình thì mình có thể trang trí cái góc này. Hoặc là mình không cần trang trí mà mình dịch chuyển cái bộ sofa sát ở đây luôn để tạo cái không gian rộng cho ngôi nhà mình. Và ngôi nhà này sẽ là có một cái cửa cuốn nha quý cô chú anh chị. Đó, mình có thể thấy thì ngoài cái remote để bấm lên bấm xuống thì gia chủ còn có một cái hệ thống là điều khiển, dù mình có ở xa thì mình vẫn bấm ở trên hệ thống điện thoại để mình có thể là lên xuống. Và ngoài ra thì mỗi lần mà mình xài cửa cuốn thì mình hay e ngại cái việc đó là cúp điện thì mình sẽ không đóng được. Nhưng mà bên góc này thì gia chủ có trang bị một cái áp bình ắc quy thì tích điện thì sẽ không có lo ngại về lúc mình mất điện nha mọi người. Thì tiếp tục mình sẽ đi vào bên phía sau nhà. Thì khu vực ở đây sẽ là một cái phòng bếp nho nhỏ nha mọi người. Thì sẽ có các kệ tủ. Riêng cái tủ lạnh này thì gia chủ sẽ lấy đi, vì đây là cái đồ kỷ niệm của gia chủ. Thì gia chủ sẽ trừ bớt cái khoản tiền để mình có thể mua lại một cái tủ lạnh mới. Và đây là cái không gian phòng bếp của gia đình. Là một cái không gian tuy nhỏ thôi nha quý cô chú anh chị, nhưng mà được gia chủ trang bị rất là đầy đủ nhiều trang thiết bị thông minh. Ví dụ như là cái kệ tủ đây thì mình có thể là vuốt của bên này thì sẽ là đèn nó tự sáng, hoặc là cái hệ thống đèn của phòng bếp chẳng hạn. Đầy đủ các đồ thông minh. Và đặc biệt ở đây do diện tích nó hạn chế nên là gia chủ đã sắm một cái bàn gấp như thế này. Tí nữa Văn sẽ mở ra cho mọi người xem ha. Và bên góc tay trái này sẽ có một cái phòng ngủ nhỏ thôi. Nếu mà gia đình mình có những ông bà lớn tuổi thì mình có thể ở đây. Diện tích thì phòng tầm hơn 4 ô gạch thôi à. Và cái có một cái cửa sổ sẽ là thông ra nhìn ra phía trước. Thì ở đây thì cửa sổ ở đây á, thì Văn thấy là được làm bằng inox hết. Nhưng mà các cửa lớn ra vào của phòng ngủ thì gia chủ đã tận dụng lại những cái sườn gỗ cũ nha nha mọi người. Thì tùy vào nhu cầu của mình thôi. Nếu mình tận dụng, mình thích sử dụng lại cái cửa này thì mình vẫn sử dụng. Còn không thì mình sẽ thay bằng cái cửa nhôm đồng loạt với lại với cái cửa sổ cũng được ha. Bên đây sẽ là một cái cầu thang gỗ để đi lên các tầng ở trên. Đây, ở tầng này sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh nha mọi người. Ngôi nhà được thiết kế một cái giếng trời nên là mình thấy được cái không gian ánh sáng vào trong nhà của mình. Đây, và một cái khoảng không để sinh hoạt chung ở trên tầng này cũng được, một cái không gian. Những cái đồ kỷ niệm thì gia chủ sẽ lấy đi nha mọi người. Đây, bên này thiết kế một cái kệ để những cái đồ vật lưu niệm. Và đây cũng là cái cửa, sẽ là cửa gỗ cũ. Mình sẽ vô phòng đầu tiên. Phòng này thì sẽ có đã thiết kế tủ đầy đủ, kệ tủ bàn học và trang bị đầy đủ đèn cũng như là máy lạnh nha mọi người. Nhưng mà với cái thiết kế này á thì cái máy lạnh mình thấy gia chủ để nó hơi mất thẩm mỹ một tí, thì vì mình sẽ thấy cái đường dây như thế này thì nó sẽ không đẹp đó. Thì mình nếu mà mọi người thì mình có thể chỉnh đổi lại cái hướng hoặc là như thế nào cho nó thích hợp, chứ nếu mà để một cái đường dây vô cái phòng đó thì không có được đẹp mắt lắm. Bên này sẽ là cái cửa và ra được một cái ban công. Và theo anh chủ thì anh đã đặt cái hàng rào này ở trong Sài Gòn đưa về nha quý cô chú anh chị, cho ở Nha Trang không có sử dụng cái loại rào như thế này. Và cái từ phòng bên ngủ bên Văn mới vừa vô sẽ thông với lại cái phòng ngủ thứ hai.
Thì đây, phòng ngủ thứ hai thì cái ban công sẽ rộng hơn, là sẽ có gần 4 viên gạch nha quý cô chú anh chị, và đặt một cái máy giặt ở đây thì mình có thể là không gian này để mình phơi đồ, giặt đồ hoặc phơi đồ ở đây. Và đặc điểm nữa thì mình sẽ thấy bên này sẽ có một cái khóa cửa đúng không mọi người. Thì thật ra thì đây sẽ là cái cửa thoát hiểm nha quý cô chú anh chị. Thì ở nhà gia đình này thì anh chủ đã anh tính tới cái đường thoát hiểm nữa. Đây là cái cửa này, mình sẽ mở chìa khóa ra thôi. Và bên hông này sẽ đặt hai cái máy lạnh. Và bây giờ mọi người hãy vô bên trong phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai được thiết kế là tông xanh lá cây với trắng ha. Rồi mình cũng có thể thấy là phòng này sẽ nhỏ hơn cái phòng bên kia, cũng tủ, kệ tủ đầy đủ. Và ở dưới mỗi cái hộc tủ đây thì sẽ có những cái kệ thì mình có thể tận dụng bỏ đồ mình ở đây. Và cái kệ tủ ở đây thì có một cái kệ đựng đồ nhưng mà văn tháng nó bị gãy rồi, thì mình có thể là sửa lại cho nó bị gãy mất cái này. Cũng trang bị là hai cái máy lạnh nha mọi người. Đây, bước vào cái khoảng bên này thì sẽ là một phòng vệ sinh nha quý cô chú anh chị. Đây, tận dụng cái góc của bên góc đây. Bên này thì sẽ là một lavabo ở phía ngoài. Thôi. Ở trên này sẽ là một cái tầng lửng nữa. Và ở trên này sẽ đặt là một bồn nước nè. Và cái khoảng sân rất là rộng thì tùy vào nhu cầu của mình. Thì bên thấy bên này sẽ là có vòi nước luôn, có một chuồng chim. Đây, bên này sẽ là phòng thờ, phòng công năng đó nha quý cô chú anh chị. Thì tùy vào mọi người nhu cầu thì mình sẽ thường phòng kém nhất sẽ là phòng thờ. Và có một cái khoảng sân ban công khá là rộng luôn. Và mình sẽ thấy nè, đó, di chuyển theo cái đường đó thì mình sẽ ra được đường đại lộ Võ Nguyên Giáp. Đây, cái đường đại lộ Võ Nguyên Giáp ở ngoài này nè. Đó. Và thì có một cái nhược điểm là cái đường đi vô và đầu cái ngõ cua thì mình sẽ có mấy cái phần mộ của cái lô đất bên kia. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì tới mình. Thì mình thấy cái dân cư khu này rất là đông luôn. Và trong bán kính 2 km sẽ đầy đủ các tiện ích luôn ha mọi người. Và những cái lô đất bên cạnh thì họ cũng đang xây nhà rồi nè. Đây. Với giá là 2 tỷ mốt, mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ cho Văn nhé.